Hoan hỉ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 dự đoán bạn sẽ thoát khỏi những tình huống hỗn loạn trong sự nghiệp và tìm cách tạo ra những bước đột phá, điều sẽ được cấp trên đánh giá cao. Lối sống xa hoa là một rào cản, để tiết kiệm tiền, bạn phải làm những công việc bán thời gian để tự nuôi sống bản thân. Những người sinh ra vào năm Quý Hợi có bạn đời sẽ đắm chìm tơ tưởng trong mối quan hệ yêu đương trong quá khứ. Năm nay thì bạn nên lưu ý điều này. Tâm trạng trầm ngâm có thể dẫn đến mất ngủ. Đừng bao giờ quá nôn nóng với kế hoạch của bạn, hãy làm mọi thứ từng bước một. Tài lộc đang trên đường đến với bạn, sẽ có những dịp hạnh phúc mang lại tài lộc bất ngờ cho bạn. Sức khỏe, cố gắng tránh hút thuốc và uống rượu vì nó có thể gây hại cho bạn nhiều hơn trong năm nay. Áp dụng một chế độ sức khỏe sớm. Sinh năm 1983, nạp âm ngũ hành là đại hải thủy, đa phần là người có tính tình cương trực, không cần nhân tình thế thái, tiền của như ý. Anh em trong nhà xa lánh, về già có của ăn của để. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là bích thường thổ, là quan tinh. Năm nay gặp nhiều thử thách và cạnh tranh, cũng có lợi trong việc thăng tiến công việc và phát triển công việc. Với những người buôn bán kinh doanh thì nên xử lý cẩn thận những vấn đề về thuế để tránh phiền phức không đáng có. Hy vọng thăng chức tăng lương thêm một bậc nữa. Quý âm thủy gặp canh dương kim là chính ấn, bản thân gặp may mắn thăng tiến, có tài lộc. Trong tháng này thì các gia chủ tuổi Quý Hợi cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, cần tu tâm dưỡng tính, biết cách thuận theo nghịch cảnh của mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển hơn. Tránh trường hợp ỷ lại vào người khác sẽ không thể phát triển được, thậm chí sẽ gặp phải tiêu cực. Bản mệnh có nhân duyên tốt, dễ gặp được quý nhân phù trợ, cộng với tham vọng lớn lao, dũng cảm đối diện với mọi vấn đề xảy ra, dám nghĩ, dám làm nên nhất định có thể đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp. Sinh năm 1983, nạp âm ngũ hành là đại hải thủy, đa phần là người có tính cách cương trực, không gần nhân tình thế thái, tiền của như ý, anh em, người nhà xa lánh, về già thì có của ăn của để. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là bích thường thổ, là quan tinh. Năm nay gặp nhiều thử thách và cạnh tranh, cũng như là có cơ hội thăng tiến trong công việc và phát triển công việc. Với những người buôn bán kinh doanh thì nên xử lý cẩn thận những vấn đề về thuế để tránh phiền phức không đáng có. Hy vọng thăng chức tăng lương thêm một bậc nữa. Sao chiếu mệnh năm 2020 của tuổi Quý Hợi nam mạng gặp phải sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú có ngũ hành là thuộc thổ, xét trên mọi phương diện đều xấu. Người bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần phải đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc, hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra thì cần phải hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1983 nam mạng trong năm gặp hạn ngũ mộ. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc, nói chính xác hơn đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng, không tốt. Và nếu khi mua bán thì không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng, không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc là bị chính quyền tịch thu bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền tốn của bởi có thể gặp phải người gian trộm cắp dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. Tuổi Quý Hợi 1983 nữ mạng trong năm 2020 gặp sao Vân Hán chiếu mệnh. Sao Vân Hán chiếu mạng đàn ông hay là đàn bà gặp phải sao này làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy, mồm miệng. Nam thì gặp tai tinh, bị kiện, thưa, bất lợi. Nữ thì không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Do vậy, người bị sao Vân Hớn chiếu mệnh cần phải cẩn thận trong lời ăn, tiếng nói nhằm tránh sự tranh chấp bất lợi dẫn đến sự kiện tụng, cò bóp. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nữ mạng trong năm 2020 gặp hạn ngũ mộ. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc. Nói chính xác hơn, đó là sẽ bị mất mát về tiền của, trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng và đồ không tốt.
nếu khi mua bán không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng, không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc là bị chính quyền tịch thu, bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Về tổng quan vận hạn của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm Canh Tý 2020. Năm 2020, tuổi Quý Hợi 1983 và Thái Tuế Đồng Vượng tăng cường thêm sức mạnh cho ngũ hành thủy. Thế nhưng, do ảnh hưởng của kiếp tài và nhiều hung tinh khác, nên vận thế của bản mệnh năm nay bình thường vướng phải nhiều chuyện cạnh tranh, mâu thuẫn. Người tuổi này dễ phải tiêu phí nhiều khoản hoặc là gặp trục trặc trong mối quan hệ với anh em, họ hàng, dễ gặp tổn thất nếu không biết giữ mình, đồng thời thì sức khỏe cũng dễ bị tổn hại. Năm 2020 là năm Canh Tý, thiên can canh kim lộ xuất chính ấn, thái tuế tí thủy lại lộ xuất kiếp tài. Trong năm nay, tuổi Quý Hợi 1983 gặp phải nhiều chuyện cạnh tranh, thường phải đối mặt với kẻ tiểu nhân, dễ bị anh em, bạn bè thân thiết hãm hại hoặc đem tới những ảnh hưởng không tốt. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Mệnh chủ không chiếm được ưu thế gì trong sự nghiệp, khó chạm tay tới cơ hội thăng tiến, nếu có cơ hội trước mắt thì cũng dễ bị kẻ khác giành mất. Dễ chi tiêu tốn kém, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, các mối quan hệ xã giao thì không thuận lợi. Mặt khác, thất sát cũng mang lại những tác động không tốt trên hai phương diện hôn nhân và tài lộc cho tuổi Quý Hợi 1983. Còn thất sát thì đại diện cho những hoạt động rượu chè, phong lưu, kiện tụng. Vì thế mà bản mệnh nên khiêm tốn, biết mình biết ta, không nên hiếu thắng, mâu thuẫn với mọi người. Làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên làm việc chỉ theo hứng thú nhất thời hoặc là làm việc chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên biết giữ mình, giữ khoảng cách hợp lý với những người khác giới, không nên để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến công việc. Người độc thân có thể đạt được bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí là có những cặp đôi còn đi đến quyết định hôn nhân. Tuy nhiên thì trước khi đưa ra những quyết định trọng đại của đời người, bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng để tránh những rắc rối có thể nảy sinh sau này. Những người đã lập gia đình hoặc đã có đôi có cặp dễ phạm đào hoa xấu, nếu không có cách giải quyết hợp lý thì sẽ gây ảnh hưởng đến hôn nhân. Trong năm Canh Tý, tuổi Quý Hợi 1983 cần phải biết giữ mình, lắng nghe ý kiến của người khác, không nên khăng khăng làm theo ý mình, phải suy nghĩ chín chắn kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, đừng để mình bị lôi kéo. Không nên đi đến những nơi đông người hỗn tạp hoặc những nơi ẩm thấp nguy hiểm. Trong sự nghiệp thì bản mệnh không nên hợp tác làm ăn với anh em, bạn bè, không nên ham cái lợi trước mắt mà đầu tư nguy hiểm. Đặc biệt, nếu làm trong những việc kinh doanh như là thủy lợi, thủy sản, chỉ cần giữ mối quan hệ với những người đáng tin tưởng, tránh xa những kẻ tiếp cận với ý đồ lợi dụng, hãm hại mình. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kết tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ sẽ cần mang theo bên người trang sức trợ mệnh, minh quang pháp bảo. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Phương án thứ nhất đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Sát đến Kim Lâu, năm 2020 Canh Tý, gia chủ 38 tuổi. Theo cách tính Kim Lâu từ trước tới nay thì trong năm này, mệnh chủ không phạm phải Kim Lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ là 38 tuổi nên sẽ phạm phải Hoàng Ốc. Còn xét đến Tam Tai thì nam mệnh gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 cần tránh các năm Tam Tai, Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm nay là năm Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nam mệnh sẽ không nên đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu có tiến hành xây dựng mới, cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, với mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi mà kết hợp với gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Đối với nam mạng Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ thuộc cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với 4 hướng tốt đó là hướng Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần tránh 4 hướng xấu của Đông Tứ Trạch, đó là hướng Nam Họa Hại, Đông Lục Sát, Bắc Ngũ Quỷ và Đông Nam là Tuyệt Mệnh.
với nữ mạng Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ là cung Đoài Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt đó là Tây Phục Vị, Tây Nam Thiên Y, Đông Bắc Diên Niên và Tây Bắc là Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu đó là Bắc Họa Hại, Đông Tuyệt Mệnh, Đông Nam Lục Sát và hướng Nam là Ngũ Quỷ. Mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ cần phải chú ý chọn được cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Phương án tiếp theo đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng, công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, mậu hợp với quý hóa hỏa, thủy vào những tháng 1, 2, 3, 4 và 4 nhuận, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là mậu thì có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi mậu như là mậu tuất 1958, mậu thân 1968, mậu ngọ 1978, mậu thìn 1988 và mậu dần 1998. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, hợi, mão, mùi, hóa, mộc vào các tháng 1, 2, 8, 9 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi mão chọn được ngày hoặc giờ là mùi. Và ngược lại, nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi mùi sẽ chọn ngày giờ là mão. Tuổi thiên lộc. Tuổi thiên lộc thì mang lại tài lộc, may mắn về tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi thiên lộc của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ là Tý, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Giáp Tý sinh năm 1984, Bính Tý 1996, Canh Tý 1960, Mậu Tý 2008, Nhâm Tý 1972. Tuổi âm quý nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn ứng với vị trí như là nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm quý nhân của Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ là Mão, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Kỷ Mão 1999, Quý Mão 1963, Tân Mão 1951 hoặc sinh năm 2011, Đinh Mão 1987. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã thì liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Nhâm Thân sinh năm 1982, Giáp Thân sinh năm 2004, Bính Thân 1956, Canh Thân 1980, Mậu Thân 1968. Tuổi Dương quý nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương quý nhân của tuổi Quý Hợi sinh vào năm 1983 là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Ất Tỵ 1965, Tân Tỵ 2001, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Quý Tỵ 1953. Do Tỵ Hợi là chính xung trong bộ tứ hành xung nên mệnh chủ chú ý hạn chế sử dụng những tuổi này. Nếu vào trường hợp các tuổi đẹp khác không thể chọn được thì mới bắt buộc chọn theo cách này. Vị trí cung tài lộc và quý nhân trong trạch đất: Tý tại phương vị Bắc 7,5 độ, Tỵ tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Mão tại phương vị Đông 97,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng thì mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình nhé. Ngoài ra thì đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau. Nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn. Đó là bàn thờ thần tài.
tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xa xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn thì sẽ như bông hoa, sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống, không gian xanh như là cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 thuộc mệnh kim. Cây ngọc ngân trong phong thủy cũng có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, đây là loại cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng. Cây ngọc ngân thì có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau, hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái, mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt đây là loại cây rất là hợp với những người mang mệnh kim như là tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Còn thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà những người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh nhé. Thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Về két sắt, đây là vật phẩm giúp cho gia chủ tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì cần phải đặt vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt lý tưởng nhất thường đặt là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Cuối cùng, việc lựa chọn quần áo, màu sắc, xe cho phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an, may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phong thủy phân tích, đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ thì mong rằng các mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 cần áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình. Để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn, quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng với đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.